Mỗi năm, khi các đề cử cho giải Oscar được công bố, câu chuyện về đa dạng sắc tộc trong danh sách diễn viên được đề cử luôn trở thành tâm điểm, được công chúng trên khắp thế giới quan tâm. Trước đó, đề cử Oscar 2015 bị chỉ trích vì phân biệt chủng tộc khi tất cả 20 người đua giải trong các hạng mục về diễn xuất đều là người da trắng. Sau khi danh sách đề cử được chính thức công bố, hashtag OscarSoWhite, tạm dịch là Oscar dành cho người da trắng, đã ngay lập tức trở thành trào lưu, được nhiều người trên mạng xã hội Twitter sử dụng nhằm thể hiện sự bất bình. Tuy nhiên, với giải Oscar năm nay, có tới 4 diễn viên châu Á lọt vào danh sách đề cử tại 4 hạng mục chính. Dương Tử Quỳnh, nữ chính xuất sắc. Phan Kế Huy, nam phụ xuất sắc. Stephanie Hsu và Hồng Châu, nữ phụ xuất sắc. Kết quả này vừa lập kỷ lục số lượng diễn viên châu Á được đề cử nhiều nhất trong một năm, vừa là cột mốc quan trọng cho sự hiện diện của sắc tộc phương Đông tại giải Oscar nói riêng và Hollywood nói chung. Trong đó, Dương Tử Quỳnh với tác phẩm Everything Everywhere All at Once trở thành nữ diễn viên đến từ châu Á đầu tiên được đề cử ở hạng mục nữ chính xuất sắc, cũng là nữ diễn viên người Malaysia đầu tiên trong lịch sử được đề cử cho hạng mục này. Trước đó, đề cử nữ chính xuất sắc nhất từng được trao cho một diễn viên châu Á có tên là Mer Oberon với phim The Dark Angel vào năm 1936. Tuy nhiên, Mer Oberon lại mang dòng máu lai Nam Á, trong khi đó Dương Tử Quỳnh có gốc gác hoàn toàn châu Á. Bởi vậy, việc cô được nhận đề cử hạng mục nữ chính xuất sắc năm nay khiến phần lớn khán giả mong chờ nữ diễn viên sẽ thắng giải. Đặc biệt, năm nay, lần đầu tiên, một nữ diễn viên gốc Việt được xướng tên trong danh sách đề cử Oscar. Với vai diễn Liz trong The World, cùng diễn xuất mộc mạc, sắc thái cảm xúc chân thật đến ngỡ ngàng, Hồng Châu, nữ diễn viên điện ảnh người Mỹ gốc Việt nhận đề cử cho hạng mục nữ diễn viên phụ xuất sắc. Đáng chú ý, lần đầu tiên, đề cử hạng mục nam diễn viên chính xuất sắc đều là gương mặt mới, chưa từng xuất hiện ở Oscar. Lễ trao giải Oscar lần thứ 95 sẽ diễn ra vào ngày 12 tháng 3 theo giờ địa phương tại nhà hát Dolby ở Hollywood, Los Angeles, California và phát sóng trực tiếp vào lúc 7 giờ sáng ngày 13 tháng 3 theo giờ Việt Nam.